Xin chào mọi người, trước bữa ăn là mình sẽ sử dụng một gói BioLife với 250ml nước nhé. Một gói BioLife với 250ml nước và nắp nhanh và uống ngay. Sử dụng BioLife trước bữa ăn, đây là chìa khóa cân bằng chuyển hóa. Cân bằng chuyển hóa ngăn ngừa cái lượng mỡ xấu lạp vào bên trong cơ thể và ngăn ngừa cái nguy cơ mà huyết áp cao, nguy cơ tiền tiểu đường và ngăn ngừa cái biến chứng về tim mạch nha các bạn. Chúng ta sử dụng cái BioLife là chìa khóa cân bằng chuyển hóa giúp cho chúng ta về cái trạng thái là cân bằng chuyển hóa nhé. Những cái bạn béo hoặc những bạn gầy là đang bị rối loạn chuyển hóa đấy. Còn như Thanh là người cân bằng rồi thì Thanh sử dụng duy trì để có một cái sức khỏe chủ động, chăm sóc sức khỏe tốt. Các bạn nắc nhanh uống ngay lập tức nhé. Và trước bữa ăn là 10 đến 15 phút nhé.